thường rủ các cô gái trẻ đi bán dâm, cặp đôi sau đó phải trả giá đắt. Sau khi rủ được các cô gái đi bán dâm, Cảnh và Hà sẽ thỏa thuận với khách giá tiền và địa điểm. Gái bán dâm sẽ được 2/3 số tiền, còn lại 1/3 sẽ chia cho Cảnh và Hà. Theo Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 2001, Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên và Lò Thị Hà, sinh năm 2002, Mường Phăng, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2023, tổ công tác của Công an phường Quan Hòa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn trên phố Quan Hòa có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, đối tượng nam khai nhận đã đưa người phụ nữ ngồi sau đi bán dâm. Danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 2001, Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên. Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã xác định Nguyễn Văn Cảnh cùng bạn gái là Lò Thị Hà, sinh năm 2002, Mường Phăng, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có hành vi môi giới mại dâm. Theo đó, nắm bắt một số cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Hà đã liên hệ rủ đi bán dâm. Cảnh và Hà sẽ thỏa thuận với khách giá tiền và địa điểm. Gái bán dâm sẽ được 2/3 số tiền, còn lại 1/3 sẽ chia cho Cảnh và Hà. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.